Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Và tập này lại là một lần nữa Linh review về serum cho mọi người. Vì mọi người hỏi Linh quá trời về serum. Và cặp đôi serum này lại đến từ một thương hiệu ở Việt Nam, của một beauty blogger vô cùng có tên tuổi ở Việt Nam, đó là chị Emmy Hoàng. Sản phẩm này là Emmy by Happy Skin. Và đây là bộ đôi serum mà hôm nay Linh muốn giới thiệu cho mọi người. Bộ đôi này thì có hai tên gọi khác nhau, một cái là Spot Treatment Serum dành riêng cho những bạn trị những vấn đề về thâm mụn, thâm nám, và một cái là Whitening and Spot Corrector Oil là sản phẩm dành riêng để làm sáng da nhưng cũng phần nào hỗ trợ điều trị những cái vấn đề về thâm nám và vết đốm đỏ. Thì Linh sẽ đi vào từng sản phẩm một và nói về thành phần, công dụng và trải nghiệm của Linh sau khi đã sử dụng nha. Thì đầu tiên phải để nói về thương hiệu Emmy by Happy Skin. Thì thương hiệu này Linh đã từng giới thiệu cho mọi người về cái dòng mặt nạ giấy chiết xuất từ hoa quả, chiết xuất từ quả dưa hấu, cực kỳ là thích. Và không kém gì bất kỳ một cái thương hiệu mặt nạ nào ở trên thế giới như Nhật, Hàn, Đài Loan cả. Và Linh cũng đã sử dụng và đến bây giờ Linh vẫn đang tiếp tục sử dụng mặt nạ của Happy Skin. Rồi, thì sản phẩm đầu tiên mà Linh muốn giới thiệu cho mọi người đó là sản phẩm Spot Treatment. Sản phẩm này thì có thành phần chính là vitamin C, gọi là vitamin C cocktail, tức là cái dạng vitamin C cực kỳ là lành tính và phù hợp với làn da của người châu Á mình. Thứ hai nữa là nó có thêm alpha arbutin là sản phẩm muốn làm sáng da, kích thích làm sáng da. Và cuối cùng đó là chiết xuất từ cây rau má, vitamin B5 là những thành phần cơ bản nhất để làm dịu da và làm ẩm da của các bạn. Nói được hồi mà cứ lắc tùm lum lên. Sản phẩm này thì Linh dùng vào buổi sáng và Linh sẽ dùng trước cái kem chống nắng của Linh. Dù là có vitamin C nhưng màu của serum vẫn là màu trắng, chứ phải không phải là thường mọi người hay có cái màu vàng mà dễ bị hỏng đúng không? Khi mà mùi rất là vitamin C mọi người, thơm kiểu vitamin C luôn ấy. Khi bôi lên da thì thẩm thấu rất là nhanh, dạng serum không có dầu gì cả, không có bị cảm giác bết dính hay bị dầu gì cả, mà bôi lên da lập tức là thấm vào da ngay. Để Linh bôi trực tiếp và thẳng lên da của Linh cho mọi người coi nha. Linh mang theo phòng tập gym, Linh dùng và khi Linh dùng thì Linh bôi xong, nó thấm vào da xong thì Linh sẽ bôi kem chống nắng. Đó, Linh bôi đến hôm nay là gần một tuần rồi và cái vết thâm ở trên này của Linh nó bắt đầu mờ đi rồi mọi người này. Bởi vì là mọi người biết không, cái vết thâm này cực kỳ thâm luôn đấy, bởi vì khi mà Linh nặn mụn ấy, nó thâm kinh khủng luôn, cho nên khi Linh đi ra spa để lấy cái nhân mụn này ra thì cũng phải nặn đến 3-4 lần, chảy bao nhiêu máu và mãi nó mới có thể lành được. Và đến hôm nay là Linh đã bôi được cái serum này được gần một tuần rồi và nó đã bắt đầu mờ dần cái vết thâm này đi rồi. Đó, bởi vì có vitamin C thì nên là mọi người nhớ là phải bôi kem chống nắng đầy đủ nha. Đó, mọi người thấy sau khi Linh bôi xong thì da Linh rất là bóng luôn này. Nó bóng hơn hẳn so với này đúng không? Đó, nó bóng và nó có một cái độ đàn hồi trên da nhất định. Đó, tiếp theo đó là sản phẩm Whitening and Spot Corrector. Sản phẩm này thì thành phần chính là hoạt chất Spotless TM, là hai là cái thành phần mà trị thâm nám và cải thiện cái độ căng bóng của làn da, làm sáng da rất là rõ rệt. Ngoài ra thì nó còn có dầu jojoba và dầu nem, đó là hai cái thành phần mà giúp làn da mình tránh được cái tình trạng bị dị ứng, tránh tình trạng bị kích ứng bởi bất kỳ một thành phần nào, và giúp làm dịu da rất là tốt luôn. Dầu nem thì có lẽ Linh không, dầu neem thì mọi người Linh có lẽ không cần phải nhắc đến nữa, vì Linh đã từng nhắc đến rất nhiều, rất nhiều công dụng của dầu neem và những sản phẩm có dầu neem đúng không nào. Nó cực kỳ tốt trong vấn đề là bảo vệ da, nó trị được những cái bệnh như kiểu eczema rồi là dị ứng này nọ của làn da của mọi người. Rồi, sản phẩm này thì nó là dạng dầu, thế nên là khi sử dụng á, Linh hay sử dụng như sau. Linh sẽ đổ 1-3 giọt ra tay và Linh làm nóng nó lên. Mùi thơm quá à. Làm nóng nó lên và Linh ốp lên da của Linh như thế này. Sản phẩm này thì mọi người có thể dùng được cả sáng và tối. Tuy nhiên với Linh thì Linh sẽ ưu tiên mọi người dùng những sản phẩm dạng dầu này vào buổi tối hơn. Thì nó vừa là mọi người không ra đường hay nó không có bị bụi bẩn bám vào. Và thứ hai nữa là buổi tối thì làn da mình cần một cái serum cấp ẩm làm sáng da nhiều nhất. Cái mùi của nó rất là thảo mộc nhưng rất là dễ chịu và tự nhiên, chứ không có bị quá hăng như thường bình thường. Cái dầu jojoba oil với cả cái dầu neem nó thường có mùi rất là khó, nhưng mà cái này thì đã được xử lý, thế nên là mùi nó rất là dễ chịu. Đó, thì Linh hay làm nóng lên như thế và ốp lên da của Linh để cho nó thẩm thấu được vào da. Bây giờ có tuổi rồi, thế nên bạn nào mà đang tìm cho mình một cái dạng dầu dưỡng mà vừa cấp ẩm cho da này, chống lão hóa, làm sáng da và làm một cái hàng rào bảo vệ da, thì đây sẽ là một sản phẩm rất là phù hợp.
Nếu như bạn nào đang tìm kiếm cho mình những cái sản phẩm serum hoặc là oil corrector mà dùng cho làn da của mình nó được khỏe hơn, nó được chăm sóc chuyên sâu hơn, thì đây sẽ là hai lựa chọn Việt Nam an tâm và giá cả rất là phải chăng. Đó là một em này là 500.000, mỗi một em này 500.000, có 50ml và dành cho tất cả các loại da nha mọi người. Đó thì Linh sẽ để đường link ở phía dưới để mọi người có thể tham khảo thêm và mua hàng trực tiếp từ đường link đấy cho nên yên tâm. Và nếu như mà mọi người thích những gì mà Linh vừa chia sẻ, mọi người đừng quên like, subscribe kênh YouTube của Linh và ấn vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi ra video mới nha. Chào tất cả mọi người.